ở đâu chỉ cho chú nghe thấy cái chị anh chỉ kìa, chỉ kìa, chỉ kìa, ở đâu con chỉ đâu ông Phật đâu, ông Phật nào đâu đó hả con, đức thầy đó ha, là sao cô bé mẹ nó ngồi ăn cá cái nó vô gặp cái nói này nè nghỉ ăn cá đi đừng ăn cá nữa ăn tàu hủ đi mới đây nè mới đây nè mới đâu từng hai từng nay nè gì đó hả nhiêu tuổi nó hả nó hai tuổi cái gì hai ba tuổi gì đó ha hai tuổi cái gì chừng nghỉ ăn cá đi hả trời nói mẹ chân thửng luôn rồi trên đời thấy không ăn tàu hủ đi rồi kêu giết mũi nó là bộ giết mũi trời củi đi tại, tại sao mẹ giết mũi chi vậy kêu sao củi mẹ đi củi hả? Đi trời ơi nó là cái giật mình hai tuổi nữa con hỏi có hai tuổi mẹ nó hai tuổi mà nó kêu mẹ nó nghỉ ăn cá đi hả con trời ơi mẹ ngồi ăn sao bét mà nó vô nó chịu mẹ chân thửng luôn ừ kêu ăn tàu hủ đi ha ăn tàu hủ đi hai tuổi hello đây nè đây nè đây nè lại coi kiểm chứng rõ ràng luôn nè đây nè cái này chắc của ảnh chứ không của ai chứ nè chào con nha con tên dạ. Con tên gì dạ, con tên gì con tên gì con tên gì nói đi con tên gì nói cho chú nghe nói con lẹ nói gì tên gì tên gì con tên gì nói cho chú nghe coi lẹ phải tên mình không phải không phải tên mình không mình không đây nè mới thấy nè cái này của ảnh nè nha con cái gì có khách lại cái đây nè để đây nè lâu chơi lâu chơi đây nè tàu hủ nè thấy không rõ ràng không hủ trắng đó trời ơi trời ơi cô là ngoại hả ngoại ăn ăn gì không à ăn được bao lâu rồi cô nó ăn năm mấy rồi đó vậy hả hồi đó sao cái căn viên sao mà cháu nó tự ăn hay sao có cái gì trong tâm linh có tin gì không cô nó hồi lúc đẻ ra thì nó như ngoài bệnh viện khoa nhi nè dạ đẻ ra thì nó đưa hai cái tay chào bác sĩ đưa ngược lên rồi mình không biết làm sao nó cũng có cái duyên hay gì nó về rồi năm tháng rồi nó ăn cháo bịch hoài à nó nói thôi giờ con bầm nấu cháo lương cho em nó ăn đi ăn cháo lương thì ăn vô lỗi nhập viện rồi cái nhập viện đâu cỡ hơn tuần lễ về cái nó mấy bữa sau rồi thấy gì cũng thôi khỏe khỏe rồi nấu cháo nó bịch ăn bữa một nó ăn gì rồi sao không lẽ nó ăn mặn nó ăn không được sao thôi giờ mình nấu cháo cá lóc đi mà cứ làm hoài vậy ở hoài vậy nhập viện hoài tức là ăn mặn lỗi ăn mặn lỗi ăn mặn lỗi ăn mặn lỗi gì đó mà ăn ví dụ như cháo không hay là không có cái gì mà liên quan đến mặn thì không sao hả không sao nó ăn mặn thì nó ói nhập viện gì đó rồi cuối cùng á là nó đi đầu tiên á là nó ra ngoài bệnh viện khoa nhi ở ngoài á là Chợ Rẫy ngoài á dạ. Rồi tới cuối cùng là ở dưới Cần Thơ nè rồi nói thôi giờ đi xuống dưới Hoặc Quan Âm á thấy đi mẹ với ba nó xuống thấy cái mới dặn nó dưới giái Hoặc Quan Âm bây giờ độ cho nó khỏe đi rồi về cho nó ăn tổ luôn chứ sao giờ dạ. Rồi mấy ông Năm nó mới nói thôi giờ giái của Quyền đi cái bữa nó xuất viện về giấy của Quyền cho nó về nó ăn cơm với tôi chứ giờ ông bà đổ cho nó đi nữa nó lớn thì nó ăn cái gì nó ăn dạ nó rồi về là ăn tới giờ luôn năm mấy luôn á à, bé tên Nhật Minh hả con bé Nhật Minh năm nay được bao nhiêu tuổi nó đúng là, chính xác là bao nhiêu chính xác nó là hai tuổi mấy đó mà mình cũng biết tại mẹ nó sanh rồi tôi cũng hỏi cái nhà mấy ăn mấy hai tuổi mấy mà bé nó ăn đây là một năm mấy này hả ừ lúc mà nó mới biết đi đình tận cái hen là nó vô chùa là lại phạt lia chia gì chứ hỏi kêu có gì hết trơn rồi nó bắt giảng tôi bắt giảng nghe cái bà Thanh Huệ đó nói gì nè mẫu chuyện bên thầy rồi nó biết là đức thầy nó nắm tay tôi ra nó gịch cái trên đó nó chỉ trên đức thầy vậy luôn hả ừ nó chỉ luôn rồi nó nói là mẫu chuyện bên thầy luôn hả không cũng như là bà Thanh Huệ nó nói mẫu chuyện bên thầy à, nó nghe rồi nó chỉ cái nó mới nắm tay tôi chỉ trên đó là hỏi đi đâu bà con nó chỉ đó thầy chỉ hình đức thầy luôn ừ chỉ luôn rồi nó cái tôi nói với ngoại nó trời ơi tin gì dữ ông ơi cái thằng này làm như có căn duyên chứ Phật cái gì á tôi dạ. Nói bắt giảng mà mẫu chuyện bên thầy mà nó dám biết đức thầy mà nó nắm tay tôi kéo ra ngoài ồ lạ quá ha ừ rồi cái lúc mà ba với má nó mẹ nó bằng cá thịt cái hỏi nó mới biết nói chuyện luôn lần đầu luôn hỏi chứ giờ ăn cá thịt không anh không mình không ăn cá thịt đâu cắn mỏ mình đó cắn mình có gì đó tôi chừng em nào ơi à, vậy là ăn chay là được một năm mấy rồi hả con? Ờ rồi cái lúc mà nó ẩm gà cũng chở chơi một tháng rồi nha anh nó chở đi chơi với chợ với rồi dắt chặn dạng anh nó ghé mua mà bánh bao chiên á
cái người ta bầm thịt dồn ở trong á. Dạ. Rồi nó đâu có biết đâu, nó đưa cho mua cho nhỏ hai cái bị lớn nè. Nhỏ về nhỏ ăn là nửa đêm là ói xà 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 luôn. Một năm mấy nay nhỏ khỏe quá, không có gì hết trơn. Rồi, rồi ăn có hai cái bánh bao là gì ói ra tôi không có biết cái gì hết trơn. Tôi nói ủa sao nhỏ A với chiều tôi đút cháo đút đồ ăn mà thổ mà sao giờ ói ra thịt cục 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 mà đỏ 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 gì nè. Mà nhỏ rồi nhỏ ói rồi một cái chở đi bệnh viện là ói hoài ói tới tới luôn, nằm ói tới luôn, ói hai hơn hai tuần lễ luôn. Vậy là bé ăn hai cái bánh bao mặn đó đó rồi bé nhập viện có hai tuần lễ luôn hả? Ừ. Rồi cái bắt đầu cái nằm nóng ruột nó bác sĩ ơi bây giờ không hết là chắc chuyển đi Cần Thơ quá chứ giờ sao giờ nhỏ cứ đuối hoài rồi sao không hết. Bây giờ đổi bác sĩ đó rồi về khỏe khỏe mà không có cho một viên thuốc nào hết trơn. Về khỏe tới giờ luôn. Mà vô bệnh viện là có xác định là bé bị bệnh gì không? Không có bệnh gì hết trơn á, tự nhiên là ăn cái đó là vô đổi rồi gì đó không có ăn không có bệnh gì hết trơn. Vậy là tới bệnh viện rồi nhưng mà không có thấy bệnh gì hết. Không có bệnh gì hết trơn. Chỉ là hai cái bánh bao mặn nó vô rồi. Đó. Rồi cái nó mắc sức khỏe ha. Nó ói rồi nó ói hoài nó tới cái thằng này tiền sử của nó là hồi nhỏ tới lớn nó ói là nó ói hoài nó tới tới hoài là nó kiệt sức luôn nó nằm rồi thấy là nhỏ cuộc luôn á. Rồi vậy mà đi ngang cái chỗ bán đó ha, tôi không biết luôn bà ngoại chỗ này bán cá thịt Minh ăn vô Minh ói đi bệnh viện luôn biết hả? Biết nhớ cái luôn chỗ, cái chỗ đó luôn gì đó cái chỗ cũ luôn ha, hết luôn biết luôn gành luôn gì đó. Tôi hết hồn cho tôi nói trời ơi vậy mà con nhớ hả Minh, chỗ này bán đó Minh ăn đi bệnh viện đó ói luôn á. Giờ bé có nghe kinh giảng gì của đức thầy không, bé có thuộc về những cái kinh giảng của thầy nó không? Không có thuộc nhưng mà nó chỉ biết niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi. Nam Mô Phật ha. Niệm Phật thôi ha, niệm Phật thôi. Những cái câu giảng rồi mà những cái bài cúng rồi đó bé biết chưa? Không không biết tại vì mình không có dạy mà nó cũng không có thì nó mới có hai tuổi mấy thằng. Thì bé nó có cái đặc biệt là nó ăn mặn vô là nó ói mà ăn chay thì nó không có sao. Dạ. Rồi cái nó nghe giảng không mà nghe giảng ngủ không, không có bắt nhạc. Mỗi lần ngủ là bắt giảng cho nó nghe từ hồi nhỏ lớn luôn. Bắt giảng không, bắt giảng đức thầy là mà bên mẫu chuyện mà tám bên mà Nguyễn mà Thi Văn Giáo Lý đó, là tôi bắt giảng cho nó nghe không gì đó. Nhà mình cũng thờ Phật thầy thầy của Phật giáo Bảo là Đức Quỳnh Tổ Chủ hả? Tại vì tôi ăn chay trường mà. Con chơi trường luôn hả? Anh chơi trường 5 năm rồi. Bao lâu rồi? 5 năm hả? 5 năm. Rồi nó ăn theo tôi là 1 năm mấy. Rồi bà Cóc nó ăn là 40 năm. Bà Cóc hả? Ừ, bà Cóc nó ăn 40 năm. Cái nhân viên của ông bà nghe lại. Rồi chị em tôi ăn chơi trường không? Đây ăn chơi trường không hết trơn. Chị em đây ăn chơi trường hả? Con cũng ăn chơi trường luôn hả con? Ăn chơi trường hết trơn. Có lâu